ba khỏe không ba? Ba bốn gì? Thằng quỷ, mày tới đây làm chi nữa vậy? Nhi, Nhi về chưa bác ba? Nhi ơi! Nhi, ủa Nhi chưa về hả bác ba? Nó chưa có về đâu. Ủa Nhi chưa về nữa hả? Mày á, mày có lì cũng lì vừa phải thôi. Bác ba cứ la con hoài, con có làm gì nên tội đâu. Ê, bác ba con nói nghe nè. Xíu xíu á, bác ba rảnh đâu, con sẽ dẫn bác ba với Nhi á đi tham quan lò gốm của con. Ồ, đảm bảo bác ba mê liền luôn. À, con anh bà danh của bác ba qua lò sưởi của con luôn rồi. Vô duyên. Tao thấy không có vui chút nào hết. Kể mày chứ. Tao chưa có nói nghe. Mày dụ một bà danh của tao qua bên mày làm. Bên tao bây giờ không có người làm nè, mày thấy tao ngồi đây không? Con đâu có dụ đâu, anh ba danh tự nguyện qua xin việc làm chứ bộ. Mày đừng có xạo, mày không dụ sao nó đi. Bác ba, cho con ngồi đây tiếp chuyện bác ba đợi như về nha. Ủa mày không thấy cái ghế tao đang gác chân hả? Chỗ ngồi của mày đâu phải đây đâu. Dạ thôi con đứng cũng được. Thôi đứng tao cũng không muốn nữa, mày đi về đi. Không bà. Tao biểu về đi. Rồi con đứng đây đợi Nhi đi mà bố bao. Đó, kìa vợ ông kìa. Ồ, quả sang. Xe quê kỳ trắng phao luôn. Mày thấy sang không? Đó. Ừ. Ủa, chứ không phải Nhi đi xe đò về hả? Xưa rồi Diệp. Cái đó xưa rồi. Bây giờ người ta đi quê kỳ không á. Đó, trời ơi, quay như chó pháo. Mình vô rồi. Ba, thưa ba con mới về. Ừ, quá sang, quá đẹp dạ, trai. Dạ, thưa ba. Dạ, chào Ủa, bác. Ủa, anh Long. Nhi Nhi. Ai đây? Sao sao em đi về với trai lạ vậy? Ba, đây là anh Khánh. Ừ, chào con. Dạ, cô chào bác. Đây là Khánh, mà nghe chưa? Khánh, bạn trai của con Nhi. Hả? Từ nay mày làm ơn làm phước, mày đừng có trồng cây si trước nhà tao nữa. Đừng có ám ảnh con tao nữa biết không? Để cho tao làm ăn. Nhi Nhi, bạn trai là sao Nhi? Trai lạ này, bạn trai của em thiệt hả? Dạ, anh Khánh là bạn trai của em á. Em già luôn hả Nhi? Dạ. Sao sao em tàn dữ với anh dữ như vậy? Em làm gì em sợ anh bị tổn thương hả Nhi? Em xin lỗi. Cái gì con phải xin lỗi nó? Nó yêu đơn phương thôi. Nó ráng nó chịu chứ phải xin lỗi cái gì? Mày thấy bạn trai nó rồi đó, làm ơn làm phước giùm tao một cái. Không, tỉnh lại giùm tao cái đi con. Dạ, con có chút quà. Con gửi bác, mong bác nhận giùm con. Quà cáp bài vẽ chi cho tốn kém vậy con? Dạ đâu có gì đâu bác. Của tao chứ không phải của mày đâu mà đứng địa đứng hình vậy. Về đi, chế độ của tao. Thưa bác ba con về. Cùng đi đâu? Khánh, ngồi đi con. Dạ. Anh ngồi đi. Em ngồi đi. Để đây nha ba. Đi đường xa, mệt dữ hả con? Dạ, không có gì mệt à. Ủa mà đi xe quê kỳ nó đâu có nắng gì đâu mà đội nón làm chi vậy? Bác thấy nhìn được không ạ? Đẹp quá. Đầm như nó giống giống cái màu áo của bác nè. Nó ăn tông ghê nha. Dạ, công nhận giống thiệt. Bác đội đi, con nghĩ là hợp lắm. Thôi, bác có nón rồi. Tuy là nó hơi cũ một chút, nhưng vẫn còn đội được. Mà nếu mà bác mà đội cái nón này vô cái này chắc là bà nông tho, bà đết luôn quá. Vậy thì bác đội đi. Ngại quá. Nón đẹp gì mà làm như con mắt nó nhìn thấy không thấy rõ, làm như nó chả là. Nắng á, dòm không thấy rõ. Dạ hiểu luôn. Đây là cái mắt kính mà con mua bên nước ngoài đó. Anh, vậy đó hả? Cô tặng bác. Trời ơi, thằng thông minh ghê ha. Đâu để thử coi. Mèn ơi, nó rõ. Ông nội ơi, mang cái kính vô nhìn cái nón nó rõ, thiệt rõ. Trời ơi, công nhận tôi thấy tôi sang thiệt đó nghe. Bác số 1 luôn á. Ừ. Là đủ rồi, hả? Đủ rồi. Đủ hả con? Dạ, dạ. Nếu đủ rớt nước, mời anh con uống đi. Vậy thôi. Nè anh.